Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem cái video xong chân tóc. Như các bạn đã nhìn thấy, anh này là đang bị hói. Thế phần tóc có rụng rất là nhiều. Và mình được mình bổ sung chân tóc vào bằng cách cắt chân tóc 3D. Để sau khi mà xăm xong thì các cái sợi tóc này nó như được mọc nhú lên, nó có cảm giác nó như thế. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Có những bạn hỏi là chân tóc khác quan trọng nhất ở chỗ nào thì mình trả lời các bạn luôn, đó là ở cái khâu mà các bạn nhìn tóc trong vùng nhất đó đang mức độ như nào. Có những người rất đen, có những người đen vừa, có những người mà nó rất là nhạt, tóc nó lơ thơ rất là nhạt. Và cái thứ hai nữa là mọi người phải nhìn xem trên tóc họ là tóc dễ che thì có thể chọn cái kim nó hợp hơn để tạo ra cái tóc nó đều và đẹp hơn. Cái thứ ba đó là kỹ thuật. Nên kỹ thuật thì nó quan trọng nhất là để mà tạo ra được cái chân tóc mà theo kiểu nó mọc chéo ấy, không phải ai cũng làm được. Chứ không phải là đơn giản là chấm 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 kiểu như là các cái vết cát, không phải. Như thế thì nó sẽ không đông. Khi mà các bạn chấm mà nó mọc chéo được ấy, thấy hiểu được nhìn theo cái tóc nó như được nhú lên thì các bạn phải có biết được tay một chút. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái sập chân tóc. Như các bạn nhìn thấy cảnh lúc ban đầu và cảnh bây giờ đã sau khi hoàn thành đã khá là đẹp, và các cái chân tóc nó đã nhìn cơ bản nó đã rất là đẹp. Hiện tại Rio tóc tôi hoạt động về xăm hình, đào tạo về xăm hình và xóa xăm cong sẹo, phun xăm thẩm mỹ và xăm màu da, che sẹo, xăm chân tóc. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ số điện thoại là 0985902857, 0932330333 và 0966641999. Website là samdepnhat.com và thẩmmyrio.com. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.